Duy xin mến chào quý vị đang theo dõi tin người Việt Canada, bản tin ngày 21 tháng 7. Chúc quý vị và gia đình mọi điều bình an và may mắn và thưa quý vị tại thành phố Calgary của Julie trong tuần này thì thời tiết rất là nóng nhiệt độ lên tới 32 tới 35 độ C và chúc quý vị cũng như là gia đình mọi điều bình an và may mắn nhưng mà sau trận bão tại Ontario thưa quý vị hiện nay tỉnh bang đang kêu gọi hãy trang bị tốt hơn cho các thành phố để có thể ứng phó với thời tiết khắc nghiệt đang ngày càng xảy ra nhiều hơn và khi mà Toronto phục hồi sau cơn bão lịch sử mà cơ quan bảo hiểm đã ước tính có thể gây thiệt hại lên tới 1 tỷ đô lãnh đạo của đảng xanh Ontario đang kêu gọi một sự thay đổi cấp tỉnh. Lãnh đạo đảng xanh Ontario là Mike Strainer đã cho biết rằng đây là điều mà khoa học đang nói với chúng ta rằng sẽ xảy ra thường xuyên hơn và đây là điều mà đánh giá những tác động về khí hậu của chính phủ đang nói với chúng ta. Yêu cầu trước đó đã được gửi tới văn phòng trách nhiệm tài chính Ontario FAO và đại dẫn đến những báo cáo cho thấy rằng cơ sở hạ tầng của thành phố trên toàn tỉnh không được trang bị đầy đủ để có thể xử lý những tác động của thời tiết ngày càng khắc nghiệt hơn. Và FAO nhận thấy rằng, cái nóng của mùa hè gây gắt hơn, cũng như là chu kỳ đóng băng, tan băng ít hơn, sẽ gây ra một áp lực lớn lên đường xá, cầu, các tòa nhà cũng như là đường ống của thành phố. Chúng tôi biết từ báo cáo của cán bộ trách nhiệm tài chính rằng, chỉ riêng trong thập kỷ này, chúng ta sẽ phải chi thêm 26 tỷ đô để bảo đảm cơ sở hạ tầng của chúng ta sẵn sàng cho khí hậu. Và chính phủ hiện nay không có kế hoạch nào cả, thưa quý vị. Báo cáo cho biết rằng, hành động ngay bây giờ, thay vì giải quyết hậu quả, sẽ có thể tiết kiệm tiền cho Ontario trong tương lai. Và trong tình huống mà tỉnh không bắt đầu chủ động để lập kế hoạch cũng như là xây dựng kế hoạch để ứng phó với các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, có khả năng sẽ trở nên phổ biến hơn do biến đổi khí hậu thì cơ quan giám sát ước tính cơ sở hạ tầng có thể tiêu tốn thêm 4,1 tỷ đô mỗi năm. Tuy nhiên, báo cáo cũng cho biết rằng việc mà lập kế hoạch và thích ứng chủ động có thể tiết kiệm hơn 1 tỷ đô và khiến cho chi phí cơ sở hạ tầng do biến đổi khí hậu hàng năm có thể tiết kiệm lên tới 3 tỷ đô và chính quyền tỉnh cũng đã có trách nhiệm cung cấp nhiều tiền hơn cho chính quyền địa phương để họ có thể bảo đảm hệ thống thoát nước mưa, đường xá và các cơ sở hạ tầng khác có khả năng phục hồi tốt. Cơ sở về thuế tài sản của chúng ta đơn giản là không đủ khả năng để có cơ sở hạ tầng sẵn sàng cho khí hậu, không chỉ là ở thành phố Toronto mà là cả những cộng đồng trên khắp tỉnh bang Ontario. Và chính vì vậy mà MPP của Đảng Xanh cũng đã đề nghị thu hồi khoản phí gia hạn biển số xe hàng năm của Ontario là 120 đô thưa quý vị mà tỉnh đã cắt giảm vào năm 2022 và khoản phí này ước tính sẽ mang lại khoảng 1,1 tỷ đô mỗi năm cả thị trưởng Toronto bà Olivia Chow cũng như là thủ tướng Justin Trudeau đều lặp lại lời kêu gọi hãy tìm cách làm cho cơ sở hạ tầng của thành phố trở nên kiên cường hơn và trong tuần này bà Chow đã nói rằng các hiện tượng thời tiết như thế này sẽ xảy ra thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu và chúng ta phải hành động để có thể xây dựng về khả năng chống chịu của thành phố cũng như những nỗ lực về giảm thiểu những tác động của cơn bão này gây ra. Thủ tướng Trudeau cũng đã đưa ra nhận xét tương tự khi đến thăm thành phố Toronto và dự đoán các cộng đồng sẽ phải đối mặt với nhiều hiện tượng hơn nữa và đồng thời thúc giục hãy đầu tư vào cơ sở hạ tầng có khả năng phục hồi để có thể ứng phó với những gì mà tương lai đang sắp diễn ra. Tuy nhiên thưa quý vị, thị trưởng cũng đã nhanh chóng gửi lời khen đến chính phủ của ông Ford về số tiền mà họ đã gửi đến cho các thành phố. Người phát ngôn của chính quyền tỉnh nói rằng họ đã thực hiện các bước để chuẩn bị cho các cộng đồng trên khắp Ontario trước tác động của biến đổi khí hậu và Ontario hiện đang triển khai một loạt những sáng kiến về quản lý lũ lụt, cơ sở hạ tầng xanh và quản lý tình trạng khẩn cấp để có thể bảo vệ người dân, cộng đồng cũng như là cơ sở hạ tầng tốt hơn để Ontario có thể duy trì về khả năng phục hồi trước những hiện tượng thời tiết ngày càng khắc nghiệt. Tuy nhiên, quay trở lại câu chuyện mà nghị sĩ của Đảng Xanh đã chia sẻ thì chúng ta cần phải thu nhiều hơn nữa thôi quý vị. Và thưa quý vị, tiếp đến là những cảnh báo nắng nóng khói cháy rừng đã ảnh hưởng tới Saskatchewan. Và các nhà tư vấn về chất lượng không khí do Bộ Môi trường Canada đã ban hành một chỉ thị rằng đang có nhiều vụ cháy rừng bùng phát ở miền Tây Canada, và đây cũng chính là lý do đưa ra những khuyến cáo này. Cảnh báo nắng nóng cũng đã xảy ra ở hầu hết các tỉnh, và sự kết hợp giữa sức nóng cũng như là khói đang làm tăng nguy cơ về sức khỏe. Những rủi ro về sức khỏe có thể ảnh hưởng tới bất kỳ ai, bất kể tuổi tác, những người cao tuổi, và đặc biệt là phụ nữ đang mang thai hoặc là những người hút thuốc có nguy cơ cao hơn. Các triệu chứng một lần nữa để cho quý vị có thể lưu ý, có thể bao gồm là việc tích ứng mắt, mũi và họng cũng như là những triệu chứng nghiêm trọng nhưng mà ít phổ biến hơn như là ho và đau ngực. Và thưa quý vị, nếu như quý vị đang dọn dẹp cũng như là đi chợ vào cuối tuần thì đây là những thông tin mà Julie hy vọng rằng quý vị sẽ lưu ý. Khi mà Bộ Y tế Canada đã ban hành rất là nhiều lệnh triệu hồi trong tuần này trong các mặt hàng tại Canada bao gồm từ máy làm sạch bằng hơi nước mũ bảo hiểm xe đạp trẻ em hoặc là đặc biệt là vitamin tổng hợp đầu tiên nói về việc triệu hồi của máy làm sạch bằng hơi nước thôi quý vị lệnh triệu hồi chung đối với máy làm sạch bằng hơi nước cầm tay của hiệu Bissell có nguy cơ gây bỏng thông báo triệu hồi cho biết rằng hơi nước hoặc là nước nóng có thể phun ra và gây bỏng cho người dùng khi mà sản phẩm này đang được làm nóng hoặc là đang sử dụng và máy làm sạch bằng hơi nước có các màu như là xanh lá cây, màu xám, trắng và xanh lam hiện đang được rất nhiều người trẻ ưa chuộng. Và các dòng model là 39 N7 và 2994. Để biết về model cụ thể, mời quý vị hãy truy cập vào trang web của Bộ Y tế Canada và quý vị cũng có thể theo dõi một số hình ảnh trên bản tin đã đưa. Và tính đến ngày 4 tháng 6, thưa quý vị, công ty cũng đã nhận được 14 báo cáo về tai nạn 12 báo cáo thương tích tại Canada. Còn tại Hoa Kỳ thì đã có 169 báo cáo về tai nạn và cùng với 145 người đã bị thương. Được biết là 350.000 máy làm sạch bằng hơi nước đã được bán tại Canada từ tháng 8 năm 2008 cho đến tháng 5 năm 2024 và Bộ Y tế Canada khuyên bất kỳ quý vị nào những người đã mua máy làm sạch bằng hơi nước nên ngừng việc sử dụng và hãy liên lạc với Bixel để có thể nhận được một khoản tín dụng hoàn trả là 82 đô cho một lần mua khác hoặc là được hoàn trả 55 đô. Tiếp đến đó là địa gốm thưa quý vị. Bộ Y tế Canada cũng đã ban hành lệnh triệu hồi mở rộng với bộ sưu tập địa gốm bản địa của Canada có tên là Canadian Art Springs do hàm lượng trì quá cao, và cơ quan liên bang cũng đã cho biết rằng các bộ sưu tập đĩa này được đặt tên là những chú gấu nhảy múa và ba chú gấu những thông điệp cổ xưa và những hình ảnh mang đậm về tính chất của Canada không bị lãng quên sự bình yên và những lời dạy công ty cho biết rằng không có một thương tích hoặc là một tai nạn nào đã được báo cáo tại đây tính tới ngày 16 tháng 7 và khoảng 4.500 những cái đĩa kỷ niệm này đã được bán tại Canada từ tháng 2 năm 2020 đến tháng 2 năm 2024. Và Bộ Y tế cho biết rằng khách hàng nên ngừng sử dụng những tấm này và hãy liên lạc với công ty để có thể được hoàn trả lại tiền và sau đó tiêu hủy chúng. Tiếp đến là một sản phẩm cũng rất quen thuộc đó là sạc dự phòng. Cục sạc dự phòng Vamfront của IKEA có thể sẽ xảy ra một nguy cơ hỏa hoạn và các tế bào pin đã bị lỗi bên trong sạc dự phòng có thể là quá nóng và tan chảy thưa quý vị. Việc triệu hồi cho biết rằng những sản phẩm đã được bán tại IKEA với mã số là 00559615 và 90555651 được tìm thấy ở mặt sau của sạc dự phòng. Rất may không có một tai nạn hoặc là thương tích nào được báo cáo tại Canada kể từ ngày 16 tháng 7 và công ty cho biết rằng gần 1.700 cục sạc dự phòng đã được bán tại Canada trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2023 cho đến tháng 3 năm 2024, nên quý vị hết sức chú ý. Và một lần nữa, Bộ Y tế hãy khuyên người dùng ngừng sử dụng ngay lập tức và trả lại cho IKEA để được hoàn trả lại tiền hoặc là được thay thế. Tiếp đến là mũ bảo hiểm xe đạp cho trẻ em và việc triệu hồi đã ảnh hưởng tới mũ bảo hiểm dành cho trẻ em có kích thước nhỏ và có một cái nút nhựa màu đen ở phía sau mũ để điều chỉnh độ vừa vặn thưa quý vị. Với model là KY Y008 được in ở trên nhãn màu trắng bên trong của mũ bảo hiểm và quý vị có thể quan sát ở trên màn hình. Việc triệu hồi cảnh báo rằng mũ bảo hiểm có thể không bảo vệ được đầu của trẻ em trong trường hợp bị va chạm và công ty nhập khẩu mũ bảo hiểm có tên là Chow River Sports Outdoors. Cho biết rằng không có một thương tích hay là một tai nạn nào đã được báo cáo ở Canada kể từ ngày 2 tháng 7, nhưng mà gần 20 chiếc mũ bảo hiểm đã được bán ở Canada từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 2 năm 2024. Và tiếp đến là một sản phẩm mà Julie nghĩ rằng có rất nhiều trong gia đình của Canada chúng ta, đó là vitamin bổ sung và Bộ Y tế Canada đã vừa ban hành một lệnh triệu hồi trên diện rộng thưa quý vị. Đối với những loại vitamin tổng hợp và thuốc bổ sung vitamin được bán dưới nhiều nhãn hiệu khác nhau ở Canada và do có thể có chứa sợi kim loại. Và các chất bổ sung được sản xuất bởi Companies Group of Nutritional Companies in và được bán dưới nhãn hiệu bao gồm Cutland Signature, Web Naturals, Life Options Plus Life, hay là Wellness by London Drugs và Natural Factors and Vegetables. Mời quý vị hãy theo dõi những sản phẩm trên màn hình sau đây. Quay trở lại thì các sản phẩm bị ảnh hưởng bao gồm nhiều dạng vitamin tổng hợp khác nhau. Vitamin tổng hợp trước khi sinh dành cho phụ nữ và nam giới. Thuốc bổ sung vitamin C và B cũng như là thuốc bổ sung có chứa khoáng chất như là acid folic, biotin, carmin, lutein và lycopene cùng với nhiều loại khác. Và cơ quan này liệt kê thưa quý vị hơn 40 số lô liên quan tới 14 sản phẩm trong 3 thông báo bị triệu hồi liên quan được công bố trên các cảnh báo triệu hồi và an toàn của website công ty. Và bất kỳ ai cho rằng mình có thể đã mua một sản phẩm bị ảnh hưởng hãy nên kiểm tra sản phẩm cũng như là số lô có trên chai lọ có được liệt kê trong triệu hồi này hay không. Và nếu như quý vị đang sử dụng một trong những sản phẩm đã bị triệu hồi, Bộ Y tế Canada khuyên quý vị hãy nên tham khảo ý kiến của các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình về bất kỳ một mối lo ngại nào về sức khỏe của bản thân và hãy ngừng sử dụng ngay lập tức. Tất nhiên, điều này chúng ta sẽ phải làm và hãy liên lạc với nhóm yếu tố dinh dưỡng của các công ty dinh dưỡng nói trên nếu như quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào liên quan đến việc triệu hồi. Và tiếp theo là những sản phẩm về tẩy rửa trong gia đình và các sản phẩm tẩy rửa nhãn hiệu cao khác nhau thưa quý vị. Do thiếu bao bì chống cho trẻ em, các sản phẩm bị triệu hồi bao gồm máy tàu bọt tẩy dầu mỡ nhà bếp hiệu cao có mã là UBC 490 130 -103 6155, treo làm sạch độ nhớt của hiệu cao By After có mã là UBC 490 130, -130. 7453 và chất tẩy rửa nhà vệ sinh cũng cùng với nhãn hiệu Khao và mã của nó là UBC 490 Và Bộ Y tế Canada cũng cảnh báo những hóa chất ở trong sản phẩm này có khả năng sẽ gây bỏng mắt hoặc là bỏng da và việc mà thiếu bao bì chống sử dụng cho trẻ em có thể dẫn đến việc mà vô tình tiếp xúc với các sản phẩm này và dẫn tới bệnh tật hoặc là những thương tích nghiêm trọng và kể cả là tử vong. Cơ quan này đã báo cáo rằng 795 những sản phẩm đã bị ảnh hưởng đã được bán ở Canada từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2024. Nhưng nhà nhập khẩu là Canada Trading chưa nhận được bất kỳ một báo cáo nào về tai nạn hoặc là thương tích tại Canada kể từ ngày 4 tháng 7. Tuy nhiên, chúng ta cũng hãy nên hết sức chú ý về những sản phẩm này được bày bán đa số là ở những chợ châu Á. Tiếp đến, thưa quý vị, đó là thịt viên để có thể nấu ăn. Và cơ quan thanh tra thực phẩm Canada đang cảnh báo mọi người không nên ăn thịt viên ăn liền với nhãn hiệu là We Cook do có thể bị nhiễm Listeria. Cơ quan này đã ban hành lệnh triệu hồi đối với thịt viên phô mai thủy sĩ và có sốt kem mùa tạc với nhãn hiệu là We Cook. Có hạn sử dụng trước ngày 20 tháng 7, thưa quý vị. Theo thông báo, thì thịt viên đã được bán tại các cửa hàng ở Ontario, Quebec cũng như là trên online. Và cơ quan CFIA cho biết rằng, việc mà triệu hồi được đưa ra dựa trên những kết quả xét nghiệm và họ chưa nhận được bất kỳ một báo cáo về bệnh tật liên quan đến việc triệu hồi món ăn này. Tuy nhiên, thì cùng cảnh báo bất kỳ ai có những sản phẩm này để triệu hồi, nên vứt bỏ chúng hoặc là trả lại nơi mà quý vị đã mua. Bất kỳ ai nghĩ rằng họ có thể bị nhiễm bệnh do ăn phải món thịt viên này đã bị triệu hồi, hãy liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình ngay lập tức. Thân mời quý vị đến thưởng thức phở Mama tại số 515 Dundas Street West, Unit 7, Oldfield, Ontario để có thể thưởng thức những món ăn Việt Nam đặc sắc được nhiều thực khách yêu thích. Ngoài ra, phở Mama còn nhận đặt tiệc cưới, đám hỏi, sinh nhật và nhiều sự kiện khác nhau. Xin liên lạc, Hoàng lợi, số điện thoại 647-292-1848 hoặc 289-725-8988. Vợ mama xin chân thành cảm ơn quý khách. Triệt Long công nghệ cao tại IV Beauty and Spa giúp tự tin với làn da trắng, xe khít lỗ chân lông, loại bỏ được tình trạng viêm nang lông, thâm, mùi hôi, sần da gà. Với đầu triệt siêu lạnh, dễ chịu toàn thân và những vùng da nhạy cảm nhất không đau rát, dịu nhẹ, thoải mái cho làn da của quý vị. Thời gian triệt nhanh chóng, hiệu quả và được thể hiện rõ từ 4 đến 6 lần cơ sở uy tín, sang trọng và được tin tưởng. Số 800 Dundas Street Mississauga, Ontario. Số điện thoại 905 232 7899. Xin chân thành cảm ơn. Tiếp theo là một chủ đề về phí bảo hiểm xe hơi thưa quý vị đã tăng rất nhiều tại Canada và đây là những gì mà chúng ta có thể làm theo cách chuyên gia để có thể cắt giảm hóa đơn của mình. Và các chuyên gia này đã có buổi nói chuyện với báo chí và về vấn đề trộm xe hơi ở Canada có thể đang là những dấu hiệu tuy là giảm bớt, nhưng mà những tài xế đang lo ngại về việc mà cảm thấy bảo hiểm của mình đang tiếp tục tăng cao. Gần một nửa, tức là 48% số người trả lời trong cuộc khảo sát gần đây của RaceHub.ca cho biết rằng họ đang phải đối mặt với một mức phí bảo hiểm xe hơi tăng đáng kể. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết có một số bước mà những người lái xe cá nhân có thể thực hiện để hạn chế phí tăng cao cả trước và sau khi lái xe ra khỏi đại lý. Danh tiếng của Canada về nạn trộm xe hơi không máy nổi bật, với một báo cáo gần đây của Interpol là liệt kê quốc gia của chúng ta vào danh sách 10 quốc gia có báo cáo bị đánh cắp xe hơi hàng đầu, thưa quý vị. Và tình hình này đã dẫn đến một sự gia tăng các khoản thanh toán của các công ty bảo hiểm. Theo cục bảo hiểm của Canada thì các công ty bảo hiểm xe hơi tư nhân đã phải chi trả tới 1,5 tỷ đô cho các yêu cầu bồi thường về hành vi trộm cắp vào năm ngoái và tức là nó đã tăng lên tới 254% so với năm 2018. Tại tỉnh bang Ontario thì những chi phí đó lần đầu tiên đã vượt quá 1 tỷ đô, tăng tới 524%. Và Morgan Roberts, người đã làm việc 15 năm với tư cách là nhà môi giới bảo hiểm thưa quý vị nhưng mà những năm gần đây người này lại nhận được hoàn toàn một câu chuyện khác và thay đổi nhận thức của mình đó là một điều thiên văn có rất nhiều vụ trộm cắp hơn mà tôi từng đối mặt trước đây trong sự nghiệp của mình vì vậy điều đó chắc chắn cũng đã gây ra chi phí trong ngành bảo hiểm các vụ trộm xe đã nhận được một sự quan tâm khá lớn từ chính quyền liên bang tỉnh cũng như là các cơ quan thực thi pháp luật trong những năm qua và đang có dấu hiệu được cải thiện hơn một báo cáo mới của Hiệp hội Equity về một tổ chức phi lợi nhuận đã công bố rằng tỷ lệ trộm xe hơi trên toàn quốc đã giảm 17% trong 6 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ của năm ngoái. Nhưng mà chi phí bảo hiểm không tăng ngay lập tức để có thể đáp ứng những gì đang xảy ra vào ngày hôm nay, mà thường là vấn đề nhìn lại quá khứ. Khi mà các yêu cầu bồi thường tăng cao trong năm trước sẽ có tác động đến năm nay, và các công ty bảo hiểm đang bắt đầu tăng phí bảo hiểm đối với các trường hợp mà gia hạn hợp đồng của người tiêu dùng hoặc là những hợp đồng mới. Các công ty bảo hiểm cũng cần phải ghi danh các yêu cầu bồi thường và chứng minh với các cơ quan quản lý rằng họ đang gánh chịu những tổn thất đó trước khi mà có thể giảm đi những chi phí bảo hiểm do tình hình được cải thiện trong năm nay. Bảo hiểm hoạt động như một lượng tiền mặt lớn mà nhiều người phải trả, để một số ít được bảo hiểm khi mà họ cần yêu cầu bồi thường và càng rút nhiều tiền thì tất nhiên từ số tiền đó sẽ phải trở nên lớn hơn dưới dạng phí bảo hiểm tăng lên và ngay cả khi mà hồ sơ lái xe của quý vị vẫn trong sạch thì kết quả là quý vị vẫn có thể thấy rằng phí bảo hiểm của mình đã tăng lên và quý vị có thể nghĩ rằng tôi không làm gì cả nhưng mà môi trường đã thay đổi và chúng ta sẽ phải theo nó chi phí mua một chiếc xe hơi cụ thể cần phải được xem xét cùng với phí bảo hiểm hiện nay vì những chiếc xe những nằm ở trong danh sách mà dễ bị đánh cắp thì lại có phí bảo hiểm cao hơn hiện nay như quý vị đã biết và nếu như quý vị đang mua một chiếc xe hơi dù trực tiếp hay là gián tiếp thì quý vị cũng đang mua bảo hiểm tùy thuộc vào nơi mà chúng ta đang sống nó cũng có ảnh hưởng và là một yếu tố rủi ro khiến cho phí bảo hiểm tăng cao với những khu dân cư giàu có và có đầy những chiếc xe như là SUV đắt tiền thì thường trở thành tâm điểm nóng của bọn trộm. Và quý vị cũng có thể làm gì để có thể giảm phí bảo hiểm xe hơi của mình là câu hỏi đã được đặt ra và các chuyên gia đã cho biết như sau. Trang web khi mà so sánh Great ca liên kết với công ty bảo hiểm OS Insurance đã công bố một cuộc khảo sát vào tháng 6 về thái độ của người Canada đối với bảo hiểm xe hơi và những cách mà họ đang cố gắng để tiết kiệm công ty đã thăm dò 1.250 người lớn thông qua một bản điều khiển trực tuyến từ ngày 8 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 và cho thấy rằng thưa quý vị, khoảng 57% số người được hỏi cho biết họ đã thay đổi nhà cung cấp bảo hiểm nơi mà đã tăng giá và họ sẽ hỏi nhiều hơn, tham khảo nhiều hơn với 3 phần 5 cho biết rằng họ sẽ phải cân nhắc việc từ chối một số mức bảo hiểm chỉ để nhận được một mức giá thấp hơn và khoảng 2 phần 3 những người lái xe cho biết rằng họ đang phải so sánh về báo giá bảo hiểm xe hơi cũng như là sẽ phải mua sắm xung quanh để có thể tiết kiệm được nhiều hơn. Và 58% kết hợp nhiều sản phẩm bảo hiểm và 41% họ đang tăng khoản khấu trừ của mình. Và ngoài việc mà làm việc với một nhà môi giới về bảo hiểm để có thể so sánh nhiều công ty bảo hiểm cùng một lúc, thì các chuyên gia khuyên quý vị nên hỏi xem liệu các công ty bảo hiểm đó có giảm giá khi mà quý vị lắp đặt một số công nghệ chống trộm nhất định vào xe hơi của mình hay không quý vị cũng nên mua bảo hiểm phù hợp với chiếc xe và nhu cầu của quý vị để trong trường hợp mà bị trộm thì chúng ta sẽ nhận được một khoản thanh toán mà quý vị thực sự cần Tiếp đến đó là việc đậu xe ở trong garage, bất cứ khi nào có thể cũng là một biện pháp để có thể ngăn chặn tốt đối với những tên trộm cũng như là những thiết bị cố định, vật lý hay là khóa vô lăng. Và quay trở lại theo khảo sát của Red Hub, thì phí bảo hiểm đã tăng cao, khiến cho 74% những người không sở hữu xe hơi đã đặt ra câu hỏi về khả năng có thể sở hữu bất kỳ một phương tiện nào trong tương lai tại Canada. Và đó được xem như là một hệ quả, thưa quý vị mà mọi người, các chuyên gia nói rằng là không nghĩ đã được thực hiện hóa đầy đủ ở trên thị trường hiện nay. Và thay vì quan điểm rằng người tiêu dùng chống lại các công ty bảo hiểm hoặc là nhà sản xuất, thì các chuyên gia lập luận và giải thích hậu quả của hành vi trộm cắp xe hơi đang dẫn đến những thách thức càng ngày càng tăng ở trong toàn ngành và những tác động lan rộng của nạn trộm xe hơi gia tăng là một vấn đề sâu sắc mà người chơi ở mọi cấp độ sẽ phải vật lộn trong nhiều năm tới. Chính vì vậy, một lần nữa, hãy thắt dây an toàn và nhận ra rằng chúng ta đang cùng nhau để giải quyết vấn đề này. Và tiếp theo trong bản tin ngày hôm nay, Duy Lê mời quý vị cùng đến với vấn đề về thị trường và nguồn cung ở trên thị trường bất động sản Canada đã tăng vọt khi mà gia hạn thế chấp sắp đến hạn. Trong bối cảnh mà nhiều chủ sở hữu nhà ở Canada hiện nay đang phải đối mặt với những khoản thanh toán thế chấp tăng mạnh, nhiều người trong số họ đã quyết định là bảo lãnh dẫn đến số lượng đơn vị nhà ở tại thành phố Toronto được rao bán cao nhất trong hơn một thập kỷ và báo hiệu giá nhà sẽ có thể giảm mạnh trong những tháng tới. Thưa quý vị, tại thành phố Toronto, thành phố nơi mà có 2 phần 3 số căn chung cư ở trên cả nước được bán, được xem là trung tâm của các khu vực đô thị lớn khác. Lượng tồn kho đã vượt qua mức cao nhất và đạt được 10 năm trước theo dữ liệu đã cho thấy và đồng thời doanh số bán hàng cũng đã tụt lại phía sau. Các nhà tư vấn bất động sản cho biết rằng lượng hàng tồn kho tăng trong khi mà doanh số bán đang yếu ớt cho thấy về mức độ căng thẳng cao ở thị trường bất động sản lớn nhất của Canada và cũng cho biết rằng một chuỗi những giá trị mặc định hoặc là một đợt điều chỉnh giá sắp có thể xảy ra. Điều này đã thúc đẩy một sự gia tăng bất ngờ về bất động sản sẵn có của các chủ nhà cũng như là những người đầu tư đã mua nhà và những căn condo cách đây khoảng 5 năm với lãi suất thế chấp kỷ lục và nhằm giành lấy một thị phần trong thị trường thuê cho sinh lời tại Toronto. Nhưng mà những khoản thế chấp đó hiện sắp được gia hàng trong môi trường lãi suất hoàn toàn khác so với câu chuyện của 5 năm trước. Và chính vì vậy mà lãi suất thế chấp cao hơn nhiều đã khiến cho rất nhiều người phải suy nghĩ và đắn đo vào thời điểm này. Ở Canada thì các khoản thế chấp thường có thời hạn là 25 năm và được gia hạn 3 hoặc là 5 năm một lần. Trái ngược tại Hoa Kỳ như quý vị đã biết, nơi mà chủ nhà có thể được hưởng lãi suất cố định trong suốt thời gian mà họ vay thế chấp có thể là 15 năm hoặc là 30 năm. Và theo tỷ giá như hiện tại thì nhiều chủ nhà sẽ phải trả những khoản thanh toán thế chấp gấp đôi. Theo tính toán của Rayhoff.ca thưa quý vị. Năm tới thì khoảng 300 tỷ đô các khoản thế chấp tại các ngân hàng đặc quyền sẽ được gia hạn. Và một nhà cung cấp thông tin bất động sản có trụ sở tại Hoa Kỳ đã cho biết rằng, một số người trong số họ là những nhà đầu tư hiện chỉ muốn rời khỏi những căn condo của mình vì không đủ khả năng để chi trả nữa. Và đồng thời nhiều người cũng không muốn hạ giá chào bán và ghi nhận một khoản lỗ về đầu tư của mình ít nhất là vào thời điểm hiện tại tại Hoa Kỳ. Quay trở lại câu chuyện tại Canada, thì Hội đồng Bất động Sản ở khu vực Toronto, một nhóm đại diện cho 70.000 nhà môi giới và nhân viên bán hàng ở khu vực Toronto, thì cho biết rằng danh sách ra bán đã tăng gần 25% trong 3 tháng đầu năm 2024 so với năm ngoái, và trong khi doanh số bán hàng chỉ tăng 5,3%. Và tất nhiên, quyết định lãi suất tiếp theo của Ngân hàng Canada được đưa ra vào tuần này vào ngày 24 tháng 7, với phần lớn các nhà kinh tế dự đoán sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất nữa và vào tháng trước thì 0,25 điểm phần trăm chưa mang lại một sự thay đổi nhiều thôi quý vị. Và hiện nay mọi người đang cần phải có nhiều sự thay đổi hơn nữa và đồng thời dự báo rằng giá chung cư ở Toronto có thể giảm tới 10% vào cuối năm nay thôi quý vị. <laughs> Tư vấn giải đáp mọi thắc mắc của quý vị về việc mua bán nhà tại khu vực Toronto và vùng phụ cận. Realtor Hiệp Nguyễn, uy tín và tận tâm. Top 5 Listing Agent tháng 5 Right at Home Mississauga Brands Xin liên lạc 647 261 1980 Căn biệt thự ấm cúm, tiện nghi, gần gũi thiên nhiên Nằm tại thành phố Plainview nổi tiếng về chất lượng cuộc sống cho các gia đình Tòa lạc số 15 111 E Avenue east Listing Price 628 000 Cơ hội tuyệt vời cho gia đình muốn ở gần gũi thiên nhiên và tiện lợi cho mọi sinh hoạt. Hãy liên lạc Reuters, Lan Vũ, người ám hiểu và nhiều năm kinh nghiệm tại thị trường địa ốc Montreal, 514 967 4889. Và để chi tiết hơn nữa về những dự đoán về lãi suất trong tuần này thưa quý vị, tùy thuộc vào việc quý vị là ai, hy vọng và lo lắng về thông báo của Ngân hàng Canada vào tuần tới được quan tâm. Và một số lý do khiến cho các chuyên gia dự đoán Ngân hàng Canada sẽ cắt giảm khoảng 0,4 điểm vào ngày 24 tháng 7 thì đây sẽ là những lần cắt giảm thứ hai trong hơn 4 năm. Dữ liệu lạm phát gần đây 3% từ Hoa Kỳ đã cho thấy rằng việc mà cắt giảm lãi suất của nước láng giềng ở phía Nam chúng ta sẽ có một tác động có thể lan sang Canada. Và dữ liệu lạm phát của Canada trong tháng 6 cũng đã cho thấy rằng chỉ số CPI chỉ tăng 2,7% và đưa ngân hàng Canada tiến gần hơn tới mục tiêu là 2%. Vào tuần trước, trước khi mà dữ liệu CPI của Canada được công bố thì các chuyên gia thế chấp tại Ratehub.ca đã nói rằng các con số của Hoa Kỳ đang mang lại cho người Canada một sự yên tâm hơn nữa rằng lạm phát đang có xu hướng đi theo đúng hướng. Và mặc dù ngân hàng Canada đã thực hiện việc cắt giảm lãi suất lần đầu tiên trước cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ. Nhưng khả năng ngày càng tăng là ngân hàng của Hoa Kỳ sẽ sớm thực hiện điều đó và sẽ hỗ trợ cho xu hướng giảm lãi suất hơn nữa và tiếp theo tại Canada. Việc mà giảm bớt lạm phát ở Hoa Kỳ cũng đã mở ra một cơ hội cho việc cắt giảm lãi suất tại đây sớm nhất là vào tháng 9 này. Điều này mang lại cho ngân hàng Canada một sự bảo đảm hơn nữa rằng họ có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất mà không gây ra rủi ro cho đồng tiền của chúng ta hoặc là làm tăng thêm lạm phát trở lại. Nói về thị trường trái phiếu cũng đã phản ứng tích cực về những báo cáo lạm phát và sự lạc quan ngày càng tăng rằng các ngân hàng Canada có thể cắt giảm lãi suất thêm và kết quả, một số người cho vay đã hạ lãi suất thế chấp cố định và cũng có thể sẽ có nhiều khoản giảm giá hơn nữa nếu như tâm lý những nhà đầu tư vẫn đang tiếp tục nếu như mức giảm 25 điểm cơ bản xảy ra vào thứ tư tuần này, đây sẽ là điều xảy ra với một số chủ nhà giả định thưa quý vị. Ví dụ như là một chủ nhà đã đặt cọc 10% cho một căn nhà trị giá 696.000 đô. Đây là giá trung bình theo Hiệp hội Bất động sản Toronto cho biết là vào tháng 6 với lãi suất thay đổi trong 5 năm là 5,70%, được trả dần trong 25 năm thì tổng số tiền thế chấp là 645.984 đô. Họ phải trả khoản thế chấp hàng tháng của mình lên tới 4.019 đô. Và nếu như Ngân hàng Canada thông báo giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản nữa, lãi suất thế chấp thay đổi của họ sẽ giảm xuống còn 5,45%. Và khoản thanh toán hàng tháng của người này sẽ giảm xuống còn 3.924 đô quý vị sẽ thấy được một sự khác biệt tuy nhiên không quá lớn nhưng mà chắc chắn sẽ mang lại một sự tích cực nào đó cho những người mà đang cần phải mua nhà vào thời điểm này và điều này có ý nghĩa là theo công cụ tính toán về khoản thế chấp của RaidHub.ca, chủ nhà sẽ trả ít hơn là 95 đô mỗi tháng hoặc là ít hơn 1.140 đô mỗi năm cho những khoản thế chấp của mình đặt ra câu hỏi rằng việc mà cắt giảm lãi suất sẽ giúp ích cho ai các chuyên gia đã trả lời thêm lãi suất thế chấp nhìn chung đang có xu hướng thấp hơn và tin rằng đây là thời điểm tuyệt vời để xếp hàng của những cửa hàng đối với những người mà muốn được phê duyệt trước về hồ sơ vay thế chấp của mình và điều này bảo đảm lãi suất của họ lên tới 120 ngày và bảo vệ họ trong trường hợp mà lãi suất tăng bất ngờ trong tương lai gần. Mặc dù việc mà có được lãi suất thế chấp thay đổi có thể rất hấp dẫn khi mà việc cắt giảm dường như có khả năng xảy ra nhưng mà điều quan trọng là phải tính đến một mức độ về chấp nhận rủi ro cá nhân cũng như là tình hình tài chính của chúng ta và nếu như chúng ta học được một điều gì đó từ ngân hàng Canada trong vài năm qua thì không có gì lạ là chắc chắn cần phải chốt lãi suất vào ngày hôm nay theo các chuyên gia cho biết thưa quý vị vậy thì việc cắt giảm lãi suất sẽ làm tổn thương ai mặc dù hầu hết người Canada đặc biệt là những người đi vay thế chấp và những người sở hữu nhà sẽ vui mừng nếu như được cắt giảm lãi suất sẽ trở thành hiện thực vào ngày 24 tháng 7. Nhưng mà không phải ai cũng sẽ chào đón tin tức này với một thái độ tích cực. Đây không phải là một kịch bản vui vẻ đối với các nhà đầu tư gọi là nhà đầu tư thụ động và những người mà đã tiết kiệm có lợi nhuận dao động theo lãi suất cơ bản của Canada thưa quý vị. Những người mà có giấy chứng nhận thu nhập bảo đảm gọi là GIC và những tài khoản tiết kiệm lãi suất cao sẽ thấy rằng thu nhập của mình thấp hơn nếu như ngân hàng Canada thực hiện các giảm lãi suất trong tháng này. Và đó là câu chuyện về lãi suất thưa quý vị, tất nhiên sẽ có người vui và sẽ có người không vui nhưng mà chúng ta sẽ chờ đợi vào ngày 24 tháng 7. Duy Lê một lần nữa, cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức trong buổi tối ngày hôm nay và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo tại channel Tin người Việt Canada.